Chào mừng các bạn đến với Oral Music Class. Trong thời gian qua, khi mình tìm hiểu trên mạng thì mình thấy là rất nhiều những bạn mới tập chơi guitar hoặc là chơi guitar được một thời gian rồi. Nhưng mà các bạn gặp một tình huống rất khó, đó là khi chúng ta gặp một bài hát thì cái việc đệm chúng ta phải gảy những dây nào với nhau và tại sao là như vậy. Thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta chọn tổ hợp những cái dây nào cần gảy với nhau trong những cái bài đệm hát mà các bạn đã nắm được khung bài hoặc biết được cái hợp âm sơ bộ của bài hát đó theo cách đơn giản và chính xác nhất. Trên cái đàn guitar của chúng ta thì sẽ có 6 dây theo thứ tự từ thấp lên cao là mi, la, re, son, si và mi. Trong cái đó thì ba cái dây lớn là dây mi, la, re được gảy bằng ngón cái các bạn. Thì thông thường sẽ là cái nơi mà giúp chúng ta nhảy được đây là cái hợp âm gì. Ví dụ như là chúng ta có dây la bấm ở ngăn số 3 nha, thì mình biết đây sẽ là hợp âm đô, còn trưởng hay thứ hay major 7 hay dominant là mình xét sau nha. Mình biết đó là chủ âm đô đã. Rồi, và cái ba cái dây này á, vì nó là cái nơi mà chủ âm xuất phát đầu tiên nên nó thông thường sẽ là cái nơi mà chúng ta nghe âm thanh phát ra đầu tiên khi chúng ta đệm hát. Một hợp âm thông thường trên đàn guitar thì chúng ta chỉ cần chứa 4 nốt. Tại vì sao? Tại vì chỉ với 4 nốt là chúng ta đã có thể biết đây là hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm major 7, hợp âm dominant 7 hoặc là những hợp âm khác được mở rộng từ những hợp âm trên. Tại vì nếu mà các bạn đánh nhiều nốt hơn, thực ra về bản chất thì nó không có sai, nhưng mà nó sẽ vô tình ảnh hưởng tới những cái bạn khác đang chơi cùng chúng ta, hoặc là ảnh hưởng tới cái phần mà ca khúc ca sĩ đang hát, tại vì nó bị chứa những nhiều nốt chung. Thì chúng ta chỉ cần tổ hợp một hợp âm gồm có 4 nốt giai điệu là đủ. Như cái đoạn mà mình vừa nói ban nãy trong cái cảnh báo á, thì là cái cách gảy dây của chúng ta thông thường nó sẽ là dây ngón cái gảy dây 6 5 4 để làm bass, và cái ngón trỏ giữa và áp sẽ gảy ba cái dây 3 2 1. Nhưng đối với một số nhóm hợp âm mà nó không sắp xếp thứ tự như vậy thì các bạn bắt buộc phải thay đổi cái cách gảy dây này bên tay phải để cho nó phù hợp với các hợp âm các bạn nhé. Nhớ chú ý phần này nha, phần này rất là quan trọng. Cái nhóm dây phổ biến theo từng dây bass của đàn guitar bao gồm nhóm đầu tiên, đó là nhóm dây 6, 4, 3 và 2. Khi chúng ta đánh nhóm dây này á, tức là chúng ta đang chơi cái dây mà chủ âm nằm ở dây số 6. Và cái hợp âm chúng ta thường xuyên gặp, ví dụ như là hợp âm son major 7 chẳng hạn. Đó, âm thanh nó như vậy và cái hình nó như vậy các bạn. Tiếp theo là hợp âm la 7 hoặc là hợp âm đô trưởng, nhưng mà đô trưởng ở dây số 6 nha, chứ không phải là dây số 5 mà chúng ta vẫn thường hay chơi đâu. Nhóm dây tiếp theo mà chúng ta cần quan tâm đó là nhóm dây 5, 4, 3, 2. Và như các bạn đã biết thì nhóm dây này có chứa hai dây ở dây bass, là dây 5 và dây 4. Thì lúc đó là gì? Chúng ta phải dùng ngón cái trỏ cho hai cái dây mà 5 và 4. Chúng ta không thể nào dùng ngón trỏ, ngón cái không để đánh cái dây này được. Đó là lý do mình đã cảnh báo rồi đó. Chúng ta phải sắp xếp lại cái nhóm ngón tay để đánh cho nó hợp lý với cái dây. Thì với cái nhóm dây này là những cái hợp âm chúng ta thường xuyên chơi, ví dụ như là Do Major 7 chẳng hạn. Đó. Tiếp theo là ví dụ hợp âm Si giai 7 hoặc hợp âm Mi trưởng. Tóm lại là những cái hợp âm nào mà có chủ âm nằm ở dây số 5 á, thì chúng ta sẽ thường xuyên chơi cái hợp âm dạng bấm như vậy. Nhóm hợp dây thứ ba đó là nhóm dây 4 3 2 1. Nhóm này thì lại rất đơn giản, tại vì sao? Tại vì con ngón tay chúng ta đã đúng thứ tự. Thì với cái nhóm dây này thì các bạn thông thường sẽ gặp nhất đó là hợp âm Re trưởng nè, Re major 7 nè. Đó, rất đơn giản đúng không? Hoặc là hợp âm son thứ 7 theo kiểu bấm như trên dây 4, hoặc là hợp âm La major 7 nè. Tóm lại là những cái chủ âm mà chúng ta đặt ở dây 4 á, thì thông thường chúng ta sẽ đánh theo cái nhóm dây là 4 3 2 và 1 các bạn nhé. Thông thường sẽ là nhóm dây đó. Nhóm dây thứ tư mà chúng ta cần quan tâm đó là nhóm dây 6 3 2 1. Đây là một nhóm dây mà cái khoảng cách giữa các dây nó khá rộng, thì chúng ta sẽ đánh một cách thoải mái với cái vấn đề ngón tay chúng ta, tại vì nó được sắp xếp lại đúng như vị trí ban đầu. Thì những cái hợp âm mà chúng ta hay gặp, ví dụ như là âm mi thứ 7 mà chúng ta đánh theo kiểu dây 6 3 2 1, nó sẽ kêu như vậy. Chứ không phải là mi thứ này nha các bạn, không phải mi thứ này đâu. Hoặc là hợp âm pha thăng thứ, họ nó kêu như vậy đó. Tiếp theo là nữa là những cái hợp âm như là âm major 7, ví dụ như là la major 7 thì nó lại kêu như vậy. Thì đó chính là những cái hợp âm mà chúng ta đánh theo cái nhóm dây là 6, 3, 2 và 1. Đối với các bạn mới tập chơi guitar hoặc chơi guitar với mục đích giải trí để thỏa mãn đam mê thôi ấy, thì các bạn có thể xem bốn cái phần trên là có thể đủ để cho ra đời những bản đệm đặc sắc rồi. Còn đối với những bạn nào mà xác định học nâng guitar nâng cao chuyên sâu và xác định gắn bó với nghề âm nhạc thì các bạn hãy tiếp tục xem phần này nha. Phần này rất quan trọng đó, tại vì đây là hai cái thế tay rất là hay ho.
Nhóm dây số 5 mà mình muốn đề cập tới với đối với các bạn chơi nâng cao đó là nhóm dây 5, 3, 2, 1. Đối với nhóm dây này thì chúng ta thường xuyên sẽ chơi những hợp âm dạng đảo hoặc là những hợp âm có chất jazz nó nặng nề hơn. Ví dụ ở đây như là hợp âm Re 7 bát đô các bạn nhé. Hợp âm son bát si chẳng hạn là một hợp âm đảo. Hoặc khó hơn là hợp âm đô dur bát mi giáng. Thì cái hợp những hợp âm này là những hợp âm mà nó mang nhiều tính chất nó khó hơn, thì các bạn có thể tham khảo và có thể tập nó để áp dụng vào những cái bài đêm hát của mình cho thật hay ho nhé. Và nhóm dây cuối cùng mình muốn đề cập tới là nhóm 6. Nhóm dây này thì thường rất khó áp dụng trong đệm hát cơ bản mà chỉ xuất hiện trong các bản chơi nhạc jazz hoặc những cái bài mà jamming mà người ta chơi nhiều nhạc cụ với nhau á. Thì cái nhóm dây này gọi là nhóm dây 6, 5, 4, 3. Và các bạn thấy không? Cái ngón tay mình chỉ lên cái ngón bạn cần gảy trên các dây đó. Tại vì sao? Dây ngón tay cái chúng ta không thể nào gảy cùng lúc 3 dây được. Phải là 6, 5, 4, 3. Những cái hợp âm chúng ta hay gặp như dạng này thì nó rất là khó. Ví dụ như là âm Do Major 7 và Son chẳng hạn. Hoặc tiếp theo là một hợp âm rất là lằng nhằng đó, đó chính là hợp âm Fa Major 7 bass La hoặc là La thứ 7 bass Do. Các bạn nghe như âm thanh không? Những hợp âm này rất là khó. Thì những cái hợp âm này chỉ dành cho những bạn nào chơi nâng cao thực sự nha, và các bạn muốn chơi hướng theo hướng nhạc jazz. Và bây giờ thì mình sẽ áp dụng những cái thế bấm này trên một bài hát cụ thể, và mình sẽ áp dụng hầu hết là các thế bấm ở dạng đơn giản. Các bạn chú ý xem nhé. Mình hy vọng rằng qua clip này của mình thì các bạn mới chơi guitar hoặc là chơi guitar lâu rồi có thể xác định được là nhóm dây nào hoặc là những cái dây nào mình cần gảy trong một bài hát cụ thể khi các bạn đã nắm được hợp âm hoặc là nắm được cái khung hợp âm cơ bản của nó. Mình rất mong nhận được sự phản hồi của các bạn sau clip này để mình có thêm những nguồn tư liệu để giúp các bạn có thêm những cái bài giảng mới với kiến thức chính xác được cập nhật liên tục, và quan trọng nhất là nó hoàn toàn miễn phí. Và các bạn hãy like và subscribe cái clip này và kênh YouTube này của mình để tiếp tục thúc đẩy tinh thần chia sẻ những kiến thức miễn phí nhé. Và các bạn đừng quên rằng Oral Music Class, chơi nhạc bằng đam mê theo cách có hiểu biết.